phải hy sinh những gì để có pen nguyên nhân là do pen đã chiếm chỗ khá nhiều không gian bên trong điện thoại khiến nhà sản xuất buộc phải hạn chế nhiều tính năng cho Galaxy Note để làm rõ vấn đề này mới đây chuyên gia dò dỉ tin sản phẩm công nghệ iC Universe đã tiết lộ rằng theo các kỹ sư Samsung người dùng đã phải hy sinh khá nhiều các tính năng mới do pen nếu không có pen dòng Note sẽ có pin lớn hơn thêm 800 mAh hệ thống camera mạnh mẽ hơn ngoài ra pen cũng là một rào cản để Galaxy Note có viền đẹp hơn mặc dù những thông tin này không được chính thức công bố bởi samsung nhưng nó được tiết lộ bởi một trong những nguồn tin đáng tin cậy nhất về samsung tất nhiên pen có một lượng fan hâm mộ trung thành yêu thích chiếc bút này với khả năng ghi nhanh các ghi chú vẽ phát thảo và nhiều chức năng khác đi kèm nhưng những người không sử dụng pen thường xuyên lại thích kích thước khủng của nốt và các tính năng pro của nó vì vậy samsung có thể vẫn sẽ cố gắng giữ bút pen cho dòng nốt